Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Lại là mình Trung Quái Apple TV đây. Đấy thì như thường lệ thì cứ cách một hôm mình lại lên video cho tất cả mọi người. Đấy vì có khi ngày nào cũng lên video thì mọi người xem thứ nhất là nó cũng nhàm. Thứ hai là hàng về mình còn phải lọc, phải làm. Cũng không thể ngày nào cũng lên video được cho tất cả mọi người. Nên thì hôm nay mình lại có một số kèo lên cho tất cả anh em nhé. Từ mã có này đến đời chung chung này. Nói chung là đến vừa vừa tiền, nói chung là đa số mọi người cứ mỗi người có khoảng bao nhiêu cứ từ 1 triệu hơn 1 triệu là đã mua được máy rồi nhá, đã mua được máy bên mình rồi. Và hôm nay mình xin nhắc lại với mọi người là bên mình có hai hình thức mua hàng nhá. Hình thức thứ nhất là mọi người cọc cọc chỉ cần từ 100 đến 200k tùy vào đời máy thì rồi gửi cho mình địa chỉ, mai mình sẽ gửi số điện thoại và mai mình sẽ gửi hàng và kèm theo cái gọi là mã đơn hàng ấy để mọi người có thể theo dõi đơn hàng ấy của mình ấy. Thì nhà mình ship bình thường là tầm khoảng 3 ngày nhá, kể cả là ở xa thì khoảng tầm 3 ngày thôi là nhận được. Nếu mà không có vấn đề trục trặc về shipper và ví dụ như đột xuất như là nghỉ Tết hay là gì đó thì khoảng 3 ngày là mọi người nhận được hàng nhá. Thì trong suốt khoảng thời gian vừa qua, mình cảm ơn tất cả mọi người. Thì nói chung là cũng còn một hai vài, chắc là mình lên tầm 1-2 video nữa là cũng lên được tầm 3.000 người đăng ký. Là cũng nói, đấy là tự tự tay mình tự làm lên kênh mới thì mình cảm thấy cũng rất chi là vui. Mình cảm ơn tất cả mọi người nhiều nhá. Thì hôm nay mình lại có một số kèo lên cho tất cả anh em này. Đầu video mình lên cho anh em con gì đi? Thôi mình lên luôn cho anh em con đỏ đỏ cam cam này đi anh em nhé. Đây, iPhone XR. Đấy, 64GB thôi anh em ạ. Nhưng mà thực sự với anh em nhé, con này nếu mà bây giờ thả vào hộp thì chắc có khi là cũng cũng không 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 ai biết được. Đây, mọi người nhìn này. Tại sao nó có con XR đẹp như thế này? Máy màu da cam anh em nhé. Màu màu chất luôn. Đây, hình thức này. Ui giời, anh em nhìn cái lỗ chân sạc của nó này, trắng tinh luôn, không có một tí bụi nào luôn này anh em ạ. Máy đẹp keng, con này mình nói luôn là đẹp keng chứ không phải 99 này rồi. Main zin nhá. Đấy, màn zin nhá. Máy quốc tế full chức năng full zin. Pin 89 luôn anh em ạ. Con này mình xem pin pin 89 luôn. Đây, main zin màn zin này, pin này. Mình cho mọi người xem nhá. Con này là XR 64GB máy Nhật, pin 89 luôn. Đấy. Con này mình sẽ để cho anh em với giá là bao nhiêu được nhỉ? Đây, pin 89 này, pin zin theo máy luôn nhá. Thôi con này mình để cho anh em với giá là 5 triệu mốt anh em nhá. 5 triệu 100 nghìn đồng anh em nhá. 5 triệu 100 nghìn đồng mà không thôi. 5 mốt nó xấu, mình sẽ để cho anh em với giá là 4 à 5 triệu đồng đi. 5 triệu tròn anh em nhá. 5 triệu tròn. Anh em đã có iPhone XR 10 64GB, full chức năng full zin, pin 89 luôn. Nói chung là XR thì pin nó vẫn cực kỳ trâu rồi, mà cầm cực kỳ đầm luôn. Đấy, nó có mắt cao mà nhìn ra trông rất giống là 8 SEA cái, nhưng mà đây mọi người nhìn này, cầm nó vừa tay này, anh em chơi game thoải mái luôn. Chơi game loại này vẫn thoải mái luôn, hiệu năng vẫn rất chi là ổn nhá, không vấn đề gì anh em nhá, vẫn sử dụng được vài năm nữa là bình thường. Đấy, 5 triệu đồng cho anh em nhá. XR đẹp keng luôn, anh em về dùng ốp cũng được mà không dùng ốp cũng đẹp. Đấy, không dùng ốp thì nhìn nó còn đẹp hơn đấy, nhưng dùng ốp thì nó được bền hơn. Ok, thì mình bỏ qua con XR nhá, 5 triệu anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con gì nhỉ? Đây, đi từ ngoài vào trong đi. Một con iPhone 8 Plus anh em nhé. Máy quốc tế full chức năng. Đấy, con này main zin, màn zin, pin zin hết nhá. Hình thức đây, hình thức như thế này. Đấy, vỏ ở đây. Thì cái phẩy này nó phẩy tí tí đít nhá, không vấn đề gì anh em ạ. Con này mình để cho anh em với giá là 3 triệu 8. Anh em ok chưa? Máy quốc tế full chức năng này, vân tay vân chân đầy đủ nhá. 3 triệu 800 nghìn đồng anh em nhé. 3 triệu 800 nghìn đồng iPhone 8 Plus. Đây, màn không có vết xước luôn. 8 Plus 64GB, máy quốc tế Nhật. Đấy, con này 64GB máy màu trắng này, để cho anh em với giá là 3 triệu 800 nghìn đồng anh em nhé. Bỏ qua 8 Plus này đi, mình lên tiếp cho anh em một con iPhone XS. XS 256GB, máy quốc tế full chức năng. Đấy, main zin, màn zin, pin zin, pin 8X anh em nhé. Con này, ui, nó đang hết pin rồi. Còn đây, hình thức đẹp như này. Hình thức thì gần như là không có một vết xước luôn anh em ạ. Hình thức thì đẹp keng, không một vết xước này. Đấy, main zin, màn zin, pin zin hết nhé. Con này đây, mình báo luôn tình trạng cho mọi người là đây là nó cái lúc vận chuyển nó bị sứt cái tí cam này nhá, sứt cái tí cam này, nhưng mà mọi người yên tâm nhá, mình đã test cam rồi, cam trước cam sau ok hết. Đấy, cam trước ok hết, cam trên cam x1 x2 ok hết nhá, tại vì nó không ảnh hưởng đến cam, nó chỉ bị ở gách này, ngách em một tí thôi. Mình con này mình để cho anh em giá là 5 triệu 2 em nhá. Đấy, thực sự cái này anh em không nên làm, mình cũng làm được thôi, cũng rất đơn giản thôi, tháo ra là đơn giản, là làm thay mắt cam là dễ lắm, nhưng mà mình cứ để cho anh em nguyên di này, à, nguyên sim này, nguyên zin này nhá. Con này thì mình để cho anh em với giá là 5 triệu mấy nhỉ, 5 triệu 2 đi, 5 triệu 2 nhá, rẻ hơn cả 64GB rồi. Một con này máy màu vàng gold luôn, 256GB, đẹp như thế này, anh em không mua thì mua cái gì nữa đúng không. 5 triệu 200 nghìn đồng cho anh em nhá. Bỏ qua
con bỏ qua con XS này nhá, mình lên tiếp cho anh em một con iPhone 11. Đấy, iPhone 11 màu đỏ, máy quốc tế full chức năng full zin. Con này đây, mình báo luôn nó vỏ phế nhá. Như con này được cái là lại bản 128GB. Thực sự mấy anh em là máy con này zin hết luôn. Đấy, những con nào thay gì à, những con nào mình sửa à không mình có nghĩa thay pin hay gì đó thì mình sẽ báo mọi người, nhưng mà con này mình pin được pin zin luôn. Nhưng con này pin zin mình xem còn pin vào bao nhiêu nào. Thực sự đây, đấy, pin zin của nó còn 16 thôi. Nói chung là bỏ pin đi. Đấy, con này bỏ pin nhá. Bỏ pin iPhone 11. Đây, anh em ôi chết mình động con này. iPhone 11 anh em nhá. 128GB, máy quốc tế full chức năng full zin. Con này đây màn cực kỳ đẹp luôn. Nhưng bên zin màn zin full mà. Con này bán 128GB. Con này máy quốc tế mình sẽ để cho anh em với giá là 7,1 triệu. Anh em ok chưa? Đấy, riêng hôm nay mình thực sự với anh em là mình rất chia vui luôn, tại kênh của mình cũng gần được 3.000 người rồi. Đấy, gần 3.000 người anh em đăng ký rồi. Con này mình sẽ để cho anh em với giá là 7,1 triệu, 128GB, iPhone 11. Anh em nào thay pin nhá, mình lấy đúng 200.000 thôi. 200.000 còn rẻ hơn là ai là anh em thay con của pin 6S ở nhà. Đấy, mà vẫn hiện phần trăm bình thường. 200.000 anh em nhá. Anh em ơi, ok chưa? 200.000 là 7,3 triệu, nếu mà thay pin mới 100% là 7,3 triệu đồng này. iPhone 11 128GB nhá. Bỏ qua iPhone 11 này, mình liên tiếp cho anh em một con iPhone 6S. Đấy, 6S 128GB, máy quốc tế full chức năng pin 86 luôn. Main zin màn zin, đấy pin zin. Con này vân tay vân chân đầy đủ anh em nhá, nên anh em yên tâm đi. Vân tay vân chân đầy đủ, cam trước cam sau ok, vỏ xấu thôi. Đấy, con này thì mình để cho anh em với giá là 1,7 triệu. 1,7 triệu đồng iPhone 6S anh em về mà đeo cái ốp vào là dùng ok. Đấy, lại còn bán 128GB, 1,7 triệu đồng này. Bỏ qua cả 6S đi, mình liên tiếp cho anh em một con iPhone 12 đi. Hôm nay mình hôm nay mình lại lên cho anh em con 12 này, mình 12 mình còn mấy màu nhá. iPhone 12, máy 10 gì đây? Máy màu xanh ngọc anh em nhá. iPhone 12 màu xanh ngọc, vỏ ngoài riếc thì đẹp keng sveng luôn. Vỏ zin anh em nhá, không LV. Đấy, con này mình bao không LV, bao zin mà không LV ép kính nhá. Con này main zin màn zin này. Đấy. Vỏ đẹp này. Con này pin 87 này, bản 128GB này, iPhone 12 này, máy quốc tế zin full này. Con này mình để cho anh em với giá là 9,2 triệu nhá anh em nhá. 9,2 triệu đồng. Đấy, anh em nào một con gái dùng được mà anh em mua về cho vợ này, hoặc là vợ mua cho anh em cũng ok. Như con này mà thực sự xem mình thì con gái các chị em dùng thì đẹp hơn, đẹp hơn là con trai. Đấy, màu rất chi nữ tính luôn, màu cực kỳ đẹp nhá, xanh ngọc này, quá đẹp luôn, máy không một vết xước nào luôn. 9,2 triệu đồng cho anh em nhá, vẫn tặng kèm phụ kiện mà cộng bảo hành cho anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8G. Con này 8G nhưng mà 256GB anh em ạ. Máy thì máy màu vàng gold nhá. Không biết hiểu vì sao mua máy lạ quốc tế lại được mua máy zin lại được màn lô này anh em ạ, mua màn zin được màn lô. Máy quốc tế full chức năng 256GB, vân tay vân chân đầy đủ nhá. Con này pin 100 luôn. Mình báo luôn cho mọi người là pin này con này mình đã thay. Đấy, đã thay pin, tại pin pin zin của nó còn có bảy mấy mình thay rồi. Con này mình để cho anh em với giá là 2,6 triệu đồng anh em nhá. 2,6 triệu đồng, iPhone 8G 256GB, máy quốc tế full chức năng. Đấy, full zin nhá, mỗi màn lô thôi. Mọi chức năng sử dụng bình thường, nó trực lượng với anh em là đời thấp thì màn lô với đời màn zin nó không chênh nhau bao nhiêu đâu. Đấy, nhưng mà mình để cho anh em giá 2,6 triệu. À đây, tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone SE anh em nhé. SE 2016. Đấy, con này là thực sự với anh em là mình bán rồi đấy, nhưng mà đây mình lau qua này. Mình bán rồi nhưng mà khách gọi không nghe máy. Đấy, nên là hoàn về. SE 2016 bản 16GB. Đấy, máy quốc tế full chức năng, vỏ phế anh em nhé, vỏ phế. Mình để cho anh em giá là 1,1 triệu đồng anh em nhá. 1,1 triệu đồng iPhone SE màu trắng. Đấy, full chức năng luôn, vân tay vân chân vẫn đầy đủ luôn anh em ạ. 1,1 triệu đồng nhá. Máy quốc tế nhá, không bán máy lóc mình ạ, mình không bán máy lóc đâu. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 6S. Ôi con này hết pin rồi. 6S 64GB, máy quốc tế full chức năng. Mình để cho anh em với giá là 1,6 triệu đồng. Ui giời, bỏ xấu thế. Bỏ xấu như quỷ anh em ạ. Con này 1,5 triệu thôi anh em ạ. Con này mình để cho anh em giá là 1,5 triệu thôi. Anh em ok chưa? 1,5 triệu. Đấy, còn pin con này chắc là pin zin cũng dưới 80 rồi. 1,5 triệu cho anh em iPhone 6S 64GB. Thì anh em mua 6G làm gì nữa đúng không anh em? 1,5 triệu này. Bỏ qua 6S đi. Mình liên tiếp cho anh em một con iPhone 7G. 7G quốc tế 32GB. Máy quốc tế này, full chức năng này. Đấy, main zin màn zin. Đấy, còn con này nha, thực sự với anh em là con này mình không thay pin. Con này mình nhập về pin nó đã là 100 rồi. Đấy, pin nó đã là 100 rồi. Con này mình còn chưa cắm máy tính, nhưng nói chung là chắc chắn là không có hàng sửa chữa rồi, mình bán thì hầu như không hàng sửa chữa rồi. Đấy, trừ khi có thu lại của anh em thì mình kiểm tra không kỹ thì có khi là bị con nào đó thôi, chứ còn mình không bán hàng sửa đâu. Đây, con này anh em nhá. 7G, pin 100, máy quốc tế. Đấy, full chức năng 32GB, 2,1 triệu cho anh em này.
2.100.000 nhá, tặng kèm ốp cường lực cho anh em luôn. Bỏ qua bây giờ này, mình lại liên tiếp cho anh em một con iPhone 6S nữa. iPhone 6S máy quốc tế full chức năng, con này cũng vân tay vân chân đầy đủ. Đấy, cũng 64GB. Con này chắc là pin thì cũng dưới 80 rồi, pin 74, cũng để cho anh em với giá là 1.600.000 anh em nhá. 1.600.000 đồng này. Anh em ok chưa? 6S, 64GB. Bỏ qua 6S đi, mình lại lên cho anh em một con iPhone 11 thường, máy quốc tế full chức năng. Đấy, con này thì bản 128GB anh em nhé. Pin thì pin 8X, pin zin theo máy luôn, men zin màn, zin pin zin luôn anh em nhé. Con này pin thì đây, hình thức thì vỏ thì hình thức đẹp nha anh em ạ. Hình thức thì nói chung là đây, mình sẽ quay lấy nét lại cho anh em. Sau này nó không lấy nét nó kém ấy nhỉ. Đây, vỏ như thế này, vỏ zin anh em nhé, vỏ zin đẹp như thế này. Mình để cho anh em 128GB, cũng 128GB đúng không? Để cho anh em với giá là 7.300.000 đi. 7.300.000 đồng em nhé. 128GB, máy màu tím. Ok chưa? Bỏ qua 7.300.000 này. Mình liên tiếp cho anh em một con iPhone 8G, máy màu trắng, full chức năng, full zin, men zin, màn zin, pin zin. Con này 8G 64GB thôi. Đấy, pin thì pin 100% luôn. Ô sao nó nét thì mờ nhỉ? Pin 100% luôn. Con này mình cũng nhập về, mình cũng chưa thay pin, nhưng mà cứ nhập về nào thì mình bán vậy thôi. Mình cứ cảm mình thỉnh thoảng con nào mình cắm máy tính thôi. Hôm qua có con mình cắm máy tính thì có sạc có 100 mấy lần thôi anh em ạ. Hơn 100 lần sao ấy? Hơn 100 lần là con 7G, còn 8G như mình không nhớ hết. Đây, 8G nhá. 3.000.000 đồng cho anh em này. 8G trắng 64, máy quốc tế full chức năng, full zin, 3.000.000 anh em nhá. Pin 100 luôn. Bỏ qua 8G này, mình lên cho anh em một con iPhone 11 màu xanh. Đấy, máy quốc tế full chức năng 64GB. Sao nó mở vậy ta? Máy quốc tế full chức năng, full zin luôn anh em nhá. Đấy, pin này, 6 pin 81 82 gì đó. Đấy. Con này iPhone 11 màu xanh để cho anh em với giá 6.000.000 mấy được nhỉ? 66 đi. Hôm nay mình sẽ để cho anh em với giá là 6.600.000, số kép anh em nhá. 6.600.000 đồng. Anh em ok chưa? Bỏ qua này, mình lại lên tiếp cho anh em một con iPhone X. Đấy. X là phiên bản đầu tiên của tay thỏ nhá, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Đấy, anh em cứ bảo lỗi, nhưng thực sự mình bán X mình chưa thấy một con nào lỗi về Face ID hay lỗi màn hình cả anh em ạ. Những cái lỗi màn hình mình có thấy đâu nhỉ? Mình thấy bình thường, đây không một vấn đề gì luôn. Mình thấy những cái dòng khác còn bị nhiều hơn là con X này. Mọi người cứ lo X là dòng đời đầu hay bị lỗi đúng không? Nhưng mình cảm thấy nó bình thường, không có lỗi lầm gì cả anh em ạ. X nhá, 64GB, full chức năng, men zin, màn zin, pin zin. Con này pin 82 thôi. 82 mình chưa cắm máy tính, chắc là nó 82 rồi. Nói chung mình cứ cắm qua mình xem lại xem, nhiều con 82 thì cắm lên 83, 84 đúng không? Cắm 3U ấy. Chứ mình không kích pin hay gì đâu. Con này full chức năng em nhá. Để cho anh em với giá là 4.500.000 đồng. X đẹp keng sờ beng luôn. 4.500.000 đồng cho anh em này. Anh em đã sở hữu được con iPhone X rồi. Đấy, anh em nào thích một nhỏ gọn sang chảnh thì anh lấy con này. Đấy, hơn con này là hơn con 8B đấy. Còn nếu anh em nào muốn chơi game nhá, chỉ lấy con 8B này. Đấy, anh em ok chưa? 8B thì mình bán siêu rẻ thôi, 3.800.000 anh em nhá. Bỏ qua iPhone X này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8G tiếp. Đấy, cũng là 8G, cũng là màu trắng, cũng là 64GB, cũng là full chức năng, full zin. Nói chung con này còn đẹp hơn con kia cơ. Nhưng con này đang hết pin, mình không biết pin bao nhiêu. Nhưng mà đa số đợt này mình về 87G, 8G thì không có xấu anh em nhé. Không có pin xấu đâu, không có pin thấp đâu, toàn 9-100 thôi. Con này mình cũng để cho anh em giá là 3.000.000 đồng anh em nhé. Cũng 3.000.000 đồng, anh em ok chưa? 3.000.000 đồng, iPhone 8G, 64GB, full chức năng. Bỏ qua 8G này, mình liên tiếp cho anh em một con iPhone 7 Plus. 7 Plus 32GB, máy quốc tế full chức năng, miên zin, màn zin, pin thay nhá. Pin mình thay rồi. Đấy, mình báo luôn, những con nào thay pin là mình sẽ báo thay pin, những con nào chưa thay mình sẽ báo chưa thay, hoặc là mình nhập về mình sẽ báo là nhập về. Con này mình để cho anh em với giá là 2.500.000 đi. 2.500.000 đồng em nhá. 2.500.000 đồng, iPhone 7 Plus, máy quốc tế full chức năng. Bỏ qua 7 Plus này, mình lại liên tiếp cho anh em một con iPhone X, cũng là iPhone X. Đấy, hầu như con này cũng 64GB, pin 87 nhá, pin zin theo máy luôn, men zin, màn zin. Đấy, pin zin. Con này pin thì pin 87 luôn. Con này mình vừa quay video mình gửi kênh bên kia rồi, nên là mình quay mình lên kênh bên kia nên là mình nhớ. Con này pin 87 nhá, pin zin theo máy luôn, men zin, màn zin. Mình cũng con này cũng zin full. Mình cũng để cho anh em với giá là 4.500.000 đồng. Đấy, thì anh em nào nhanh tay nhá. Có hai con, một con đen và hai con đen, một con 82, con 87. Thì anh em nào nhanh tay thì múc cho mình con 87, còn anh em chậm tay thì múc con mình con 82. Đấy, con này cũng đẹp keng sẽ beng, không có một vết xước gì luôn. Đấy anh em ok chưa? Đấy, thì hôm nay nhá thì mình có một số kèo đấy nên cho tất cả anh em nhá. À đây, thì mình lên nốt cho anh em một con iPhone 7G đi. Đây, một con 7G màu đen anh em nhá. Anh em nào thích màu đen thì có màu đen này, thích màu trắng có màu trắng này. iPhone 7G màu đen, máy quốc tế full chức năng, 32GB. Men zin, màn zin nhá anh em nhá. Con này men zin, màn zin này, pin có con con này pin 100, có con pin 100 anh em ạ. Nói chung là có con pin 100, mình còn mấy con đen nữa cơ. Pin 100 mình để cho anh em với giá là 2.000.000 anh em ok chưa? 2.000.000 đồng iPhone 7G 32GB, pin 100, pin 100% luôn. Đấy.
Ok, thì cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình nhé. Hẹn mọi người về video ngày hôm sau. Thì mọi người cần mua hàng hay là cần mình tư vấn gì về điện thoại thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình nhé. Mình sẽ tư vấn mọi người nhiệt tình luôn, kể cả là mọi người mua hàng của mình hoặc không mua hàng. Nên là mình có thể mình tư vấn hoặc mình giúp gì được cho mọi người thì mình sẽ giúp. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình. Hẹn mọi người về video ngày hôm sau nhé. Đấy, hello anh em nhé, hôm nay có mấy kèo quay cho anh em này. Đây lên video là lên con đầu tiên này. Là con này là 128GB nhá, ít giờ độ nhá. 128GB này. Con này pin cao. Rồi xem pin nào. 128GB full chức năng. Con này màn cái này trong phản quang này là chắc là nó do cái cho cái màn thôi, thì mình tháo ra lắp lại cái màn là được nhá. Đây pin 86 này, 128GB để cho anh em 6 triệu nhá, anh em 6 triệu con này 128GB này. Mấy điểm đi cả độ. Đây con này cũng 128GB nhá, nhưng mà con này là vào phản quang xấu thì mình để rẻ cho anh em thôi. Đây phản quang nó xấu này 128GB, con này pin pin 84 thôi, để anh em 5,5 triệu. Còn con này máy đẹp thì 6 triệu nhá, 128GB. Tiếp đến là con 6G này. Con 6G này 16GB mất vân nhá, pin 100 nhá. Đây để cho anh em 800.000 thôi. 6G 800.000. Tiếp đến là con 6S này. 6S này 64GB mất vân tay. Pin pin 100 ấy. Đây, máy đẹp. Máy đẹp phải nhẹ thôi. Để cho anh em con này 2 triệu. Để cho anh em 2 triệu nhá. 2 triệu 6S Plus 64GB. Còn hai con này là lock nhá, hai con này là 6S Plus lock này, 6S Plus lock mất vân tay, bán bằng giá bypass thôi, để anh em 1 triệu một con thôi nhá, để anh em 1 triệu một con. Đây vỏ 6, đây anh em thích, đây hai con này, đấy 6S Plus lock, anh em thích lấy con nào lấy, hai con là để cho anh em 1 triệu một con thôi. Thì, anh em về tự ghép sim nhá, vẫn ghép sim, vẫn dùng sim ghép bình thường nhá. Đây anh em phải tự ghép sim thôi, chứ mình không có sim ghép nên bán bằng giá bypass thôi, bán 1 triệu thôi. Rồi tiếp đến Châu có con gì không nhỉ Châu nhỉ? Mình... chào mọi người nhé, hôm nay mình lên cho mọi người lắm bắt đầu tiên là con 7 Blue. Con này là full chức năng nhá, tài khoản ẩn nhá, 32GB, pin 100 nhá. Để cho mọi người là 1,7 triệu 7 Blue, 32GB full chức năng. Còn con này là 8 Blue nhá, bypass. Không dùng sim, để cho mọi người là 1,6 triệu 8 Bluetooth máy bát. Còn con này là con 7 Bluetooth này 128GB này. Con này để cho mọi người là 2,8 triệu nhá. Pin 100, full chức năng, benzin màn zin. Còn con này là cũng 7 Bluetooth này, vỏ hơi xấu một tí. Để mọi người là 2,7 triệu 128GB nhá. Cũng là pin 100, benzin màn zin. Để mọi người 2,7 triệu. Còn con này là con gì nhỉ? Cũng 7 Bluetooth 57 thế. Con này là mất cam X1 này, nhưng mà X2 chụp ảnh bình thường nhá. Để cho mọi người Máy quốc tế để cho mọi người là 1 triệu chụp 7 đi, 1 triệu 7. Con này là con 7 Bluetooth 32GB full chức năng. Cũng pin 100, benzin màn zin nhá. Màu đen để cho mọi người là 2,4 triệu 50. Đấy, là... rồi, chứ rẻ bằng 6S Plus thôi. Thế thôi, còn con này là con 6S Plus nhá, màu gold nhá. Mất vân tay 16GB. Tài khoản ẩn để cho mọi người là 1 triệu 1 đấy. 6S Plus. Taxi bình thường, bình thường. Tài khoản ẩn đúng không? Ẩn rồi đúng không? Đúng rồi. Con này con cũng 6S Plus 16GB. Để cho mọi người là 900.000 đấy. 6S Plus nhá. Lắp sim ra gọi bình thường, máy quốc tế. Máy bypass. 900.000. Con này là 8 Plus. Full chức năng, benzin màn zin. 64GB, màu gold nhá. Để cho mọi người là 3,5 triệu. Pin 100. 8 Plus. Đây số điện thoại mình đây nhá. Đây anh em mua máy của Châu thì liên hệ qua số điện thoại này nhá.